Dân Ukraine đầu độc 500 lính Nga bằng rượu và thức ăn. Chuyên gia cảnh báo 100.000 nhân sự công nghệ thông tin sẽ rời khỏi nước Nga. Ukraine cáo buộc Nga khiến hơn 400 người thiệt mạng, Moscow bác bỏ. Khảo sát cho thấy đa số chuyên gia Mỹ ủng hộ viện trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược. Tin Việt Nam, Bộ Y tế cấp hộ chiếu vaccine từ ngày 15 tháng 4. Hàn Quốc miễn cách ly với lao động Việt Nam. Giả danh nhân viên y tế chiếm đoạt tài sản của F0. Tiệm vàng trốn thuế tới 90 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì? Giá vàng trong nước so với thế giới chênh kỷ lục. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối ngày 4 tháng 4 của Khỏe Tự Nhiên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, mời quý vị đến với những tin tức nóng hổi về cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, vào cuối tuần trước, một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi được dân thường ở khu vực Kharkiv cho các binh sĩ này ăn thức ăn và uống rượu bị nhiễm độc. Theo một bài đăng trên Facebook của Tổng cục Tình báo chính của Ukraine, các binh sĩ bị ngộ độc thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 3 của Nga. Bài đăng cũng cho biết hai quân nhân Nga đã thiệt mạng và 28 người đang được chăm sóc đặc biệt sau khi ăn phải bánh tẩm thuốc độc ở thành phố Izium. Ngoài ra, có 500 binh sĩ Nga khác đã được đưa đến bệnh viện do ngộ độc rượu nặng. Các quan chức Ukraine cho hay chính phủ Nga coi trường hợp này là tổn thất phi chiến đấu. Thưa quý vị, những câu chuyện về dân thường Ukraine chống lại lực lượng Nga tiếp tục xuất hiện trên Internet. Trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, thường dân Ukraine đã được huấn luyện chiến đấu và học cách sử dụng bom xăng. Thưa quý vị, vào tuần trước, NATO cũng cho biết ước tính có khoảng 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. Hàng chục nghìn nhân sự và doanh nhân công nghệ thông tin của Nga đã rời bỏ quê hương kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các chuyên gia nói rằng cuộc di cư vẫn tiếp tục và có thể gây ra những hậu quả sâu sắc với sự tăng trưởng kinh tế và an ninh mạng trong dài hạn của Nga. Từ khi cuộc chiến nổ ra, các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Samsung, Microsoft, Oracle và những doanh nghiệp công nghệ khác đã tuyên bố sẽ rút lui hoặc tạm dừng hoạt động tại Nga. Phát biểu trong một phiên điều trần trước Quốc hội ngày 22 tháng 3, ông Sergei Blagotarenko, người đứng đầu Hiệp hội Truyền thông Điện tử Nga cho biết, từ 50.000 đến 70.000 nhân viên công nghệ thông tin đã rời khỏi đất nước từ cuối tháng 2. Ông cũng cảnh báo rằng một làn sóng thứ hai với khoảng 100.000 chuyên gia công nghệ thông tin có thể sẽ rời đi vào tháng này. Theo một báo cáo năm 2020 của Hiệp hội các công ty máy tính và công nghệ thông tin có trụ sở tại Moscow, Nga có khoảng 1,8 triệu nhân viên công nghệ thông tin như các lập trình viên và chuyên gia an ninh mạng. Ông James Lewis, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, ông cho biết dòng chảy nhân sự công nghệ rời khỏi Nga là một thảm họa đối với nền kinh tế và sẽ làm tổn hại đến năng lực an ninh mạng của Nga. Đất nước Nga có lượng lớn nhân tài công nghệ nhưng mức lương của họ thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc châu Âu. Đó cũng chính là lý do mà trong hai thập kỷ qua, ngày càng có nhiều công ty phương Tây thuê nhân viên công nghệ từ Nga, Ukraine và Belarus. Nhiều nhân sự công nghệ thông tin từ các nước này cũng đã chuyển đến Israel, quốc gia có lĩnh vực công nghệ mạnh và có nhiều người nói tiếng Nga. Theo tờ báo tài chính của Israel cho biết, hơn 11.000 người Nga đã đến Israel trong 4 tuần đầu tiên của cuộc chiến. Reuters cho hay, sau khi lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực xung quanh thủ đô Kiev, các công tố viên Ukraine ngày 3 tháng 4 mới có thể tiến vào các thị trấn Bucha, Irpin và Hostomel lần đầu tiên. Họ tuyên bố đã phát hiện 410 thi thể dân thường tại khu vực này. Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, thị trưởng của Kiev, ông Anatoly Fedoruk cho biết đã có gần 300 người được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ở thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev. Kiev đã cáo buộc Moscow gây ra những cái chết ở Bucha. Trong khi giới chức Nga bác bỏ cáo buộc này và nói Ukraine dàn dựng sự việc, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 4 tuyên bố lực lượng của họ không sát hại dân thường ở Bucha. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, lên án đây là hành vi tàn bạo của Nga đối với dân thường, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có trách nhiệm dừng chiến sự. Còn Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, ngày 3 tháng 4 cảnh báo Nga sẽ cảm nhận được hậu quả do những hành động của mình. Ông Scholz cũng cho biết thêm, các đồng minh phương Tây sẽ nhất trí áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới. Vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine và những hành động bạo lực mà lực lượng Nga đã gây ra tại thị trấn Bucha. Thưa quý vị, một cuộc khảo sát mới đối với các chuyên gia Hoa Kỳ cho thấy đa số chuyên gia Mỹ sẽ ủng hộ viện trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược.
Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Toàn cầu của William & Mary thực hiện từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 đã hỏi gần 900 học giả tại các trường đại học của Hoa Kỳ rằng nước này nên làm gì nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. Đồng thời so sánh câu trả lời với kết quả của hai cuộc khảo sát tương tự được thực hiện trước đó và năm ngoái. Cả ba cuộc khảo sát đều cho thấy mức độ ủng hộ cao trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nếu nước này tấn công Đài Loan. Cuộc khảo sát đầu tiên cho thấy 87% người được hỏi đã ủng hộ áp đặt các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên tỷ lệ này đã tăng lên mức 94% trong cuộc khảo sát gần đây nhất. Cuộc khảo sát mới cũng cho thấy 83% người ủng hộ gửi thêm vũ khí và vật tư quân sự tới Đài Loan. Ngoài ra, 72% chuyên gia nói rằng họ ủng hộ việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ tới khu vực để đáp trả cuộc tấn công của Trung Quốc nếu xảy ra. Chỉ 18% trong số những người được khảo sát nói rằng Mỹ nên bắt đầu các hoạt động quân sự trực tiếp chống lại lực lượng quân sự Trung Quốc trong tình huống chiến tranh xảy ra. Kết quả khảo sát được công bố vào ngày 31 tháng 3. Ngay sau đây, mời quý vị chuyển qua phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, sau một thời gian dài vì đại dịch, du lịch và hàng không bị đóng băng, nhiều người dân khá quan tâm đến những yêu cầu để được cấp hộ chiếu vaccine. Đại diện của Cục Công nghệ Thông tin cho biết, Bộ Y tế sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân từ ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, đến nay 9 triệu mũi tiêm vẫn chưa được cập nhật lên hệ thống. Bộ này đề nghị các địa phương nhanh chóng cập nhật dữ liệu. Cơ quan chức năng đã lưu ý người dân kiểm tra lại thông tin tiêm chủng từ bây giờ, do người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine nếu các thông tin tiêm chủng của họ bị sai sót hoặc thiếu mũi tiêm. Đại diện của Bộ Y tế cho hay, hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử. Mỗi người dân sẽ có mã QR giống như mã QR trên ứng dụng PC COVID, chỉ khác là sử dụng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu để có thể xác minh thông tin khi ra nước ngoài. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Bộ Y tế trước đó đã thí điểm việc cấp hộ chiếu vaccine cho những người đã tiêm vaccine COVID-19 tại 3 bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội, gồm có Bệnh viện E, Bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai. Một thông tin khác liên quan đến việc xuất nhập cảnh. Theo thông tin từ Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội, từ tháng 4, Việt Nam không còn nằm trong danh sách các quốc gia cần tăng cường kiểm dịch vào Hàn Quốc. Như vậy, người lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc được miễn cách ly y tế 7 ngày nếu đã tiêm đủ số liều vaccine COVID-19. Khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, cần có giấy xác nhận tiêm chủng, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và cần kiểm tra mã QR code. Trước đó, để phòng ngừa dịch bệnh, Hàn Quốc quy định lao động Việt Nam khi nhập cảnh vào nước này sẽ phải cách ly y tế 7 ngày, bất kể tiêm đủ liều hay chưa. Các hãng hàng không chỉ được duy trì tối đa 60% tổng số ghế trên mỗi chuyến bay chiều Việt Nam-Hàn Quốc. Thưa quý vị, những câu chuyện lừa đảo, lùm xùm xoay quanh đại dịch COVID-19 đã không còn xa lạ gì với nhiều người. Phải kể đến là những việc như tân dược giả, tăng giá mai táng F0 hay những vụ việc lùm xùm liên đới đến nhiều người ở công ty Việt Á. Gần đây, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh còn đưa ra cảnh báo về việc thời gian qua một số đối tượng đã giả danh nhân viên y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của F0. Theo phản ánh của người dân, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Dịch COVID-19 gọi điện thoại yêu cầu người dân mắc COVID-19 gặp mặt làm việc. Các đối tượng dùng số điện thoại di động và các đầu số không xác định đã gọi điện dọa nạt, yêu cầu người dân chuyển tiền, nếu không sẽ bị đưa đi cách ly. Công an TP HCM khuyến cáo khi gặp trường hợp này, người dân cần báo ngay cho công an địa phương để được hỗ trợ và xử lý. Mời quý vị chuyển qua thông tin liên quan đến kinh tế. Giá vàng trong nước so với thế giới chênh lệch kỷ lục 15 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 4, vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết mua vào trong khoảng 68,1 triệu và bán ra 68,8 triệu đồng một lượng. So với một tuần trước đó, giá vàng trong nước giảm 850.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn so với mức đỉnh cao nhất 74,4 triệu đồng một lượng thiết lập trong ngày 8 tháng 3, giá vàng hôm nay đã giảm còn 5,6 triệu đồng một lượng. Cho dù giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước ở mức dưới 70 triệu đồng một lượng, nhưng vẫn chênh lệch mức kỷ lục so với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đang ở mức hơn 1.900 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá, thì giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15 triệu đồng một lượng. Giới phân tích nhận định rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn khi nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn bớt hấp dẫn. Một tiệm vàng trốn thuế tới 90 tỷ đồng, Bộ Tài chính nói gì?
Thông tin được Bộ Tài chính cho biết, tiệm vàng Phước Nguyên tại thành phố Long Xuyên, An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn kê khai nộp thuế với số giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến năm 2020, doanh nghiệp này bán vàng và ngoại tệ với doanh thu trên 6.000 tỷ đồng qua chuyển tiền ngân hàng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tiệm vàng Phước Nguyên chỉ kê khai doanh thu bán vàng chưa đến 340 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng giữa thực tế và kê khai của tiệm vàng này là trên 6.000 tỷ đồng trong 6 năm. Theo thống kê, số tiền trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cảnh sát điều tra, đồng thời các cơ quan thuế tăng cường giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý. Thưa quý vị, người dân thủ đô đang tiếc nuối khi dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực, Nguyễn Thái Học đang bị phá dỡ để xây cao ốc. Dãy nhà này nằm trên khu đất số 61 Trần Phú, cách quảng trường Ba Đình chỉ vài trăm mét. Theo kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho hay, đây là cấu trúc công nghiệp mang dấu ấn kiến trúc hiện đại giai đoạn đầu thế kỷ 20 hiếm hoi, vẫn còn nguyên vẹn ở Hà Nội. Công trình đã rất thân thuộc với người dân thủ đô bởi kiến trúc kiểu Pháp thấp tầng, thanh lịch, bám theo mặt đường dưới những tán cổ thụ xanh mát. Xung quanh công trình này còn có nhiều biệt thự Pháp cổ khác. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội nói rằng, một thành phố sáng tạo chỉ được xây dựng trên nền tảng của thành phố giàu di sản và ký ức. Có lẽ là quá muộn để kêu gọi bảo vệ tòa nhà kiến trúc Pháp này. Còn theo ông Martin Rama, Giám đốc dự án Trung tâm Phát triển Đô thị Bền vững thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tòa nhà mới xây dựng sẽ là sự bức hại tới cá tính của thành phố, làm đứt gãy ký ức của cư dân thủ đô. Vâng, còn phía quý vị nghĩ sao về việc thay thế những kiến trúc cổ lâu đời để chuyển giao sang lối kiến trúc hiện đại? Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến và góc nhìn của quý vị ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối của Khỏe Tự nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.